Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình. Các bạn thân mến, ở cái video này thì mình tiếp tục chia sẻ thêm cho các bạn một cái kèo Arop đến từ cái dự án Gui Hook. Thì đây là một cái dự án game nhé các bạn. Chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ Arop để chúng ta nhận là ngẫu nhiên 3.000 cái đồng token GHD sắp xỉ 6 đô. Và sẽ mỗi một lượt Z thì các bạn sẽ nhận thêm 2.000 cái đồng token GHD này sắp xỉ 4 đô. Rồi các bạn hãy bấm nút Start để chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ này nhé. Tiếp theo các bạn nhấn vào Join Group. Ở đây thì chúng ta sẽ join vào nhóm Telegram Group. Ở đây thì chưa có cái mã hợp đồng nhé. Khi nào mà có mã hợp đồng thì mình sẽ cập nhật ở dưới cái video. Các bạn quay trở lại, chúng ta sẽ join vào nhóm Telegram Channel. Tiếp theo các bạn back lại. Chúng ta sẽ follow Twitter. Rồi các bạn bấm theo dõi cho mình. Các bạn kéo lên. Các bạn bấm tim, bấm mũi tên đảo chiều. Rồi các bạn quay trở lại bot. Ở đây chúng ta sẽ join vào nhóm Discord nhé. Các bạn bấm chấp nhận lời mời. Rồi như vậy là chúng ta đã tham gia xong cái nhóm Discord của dự án. Các bạn quay trở lại bot, chúng ta làm các cái nhiệm vụ tiếp theo. Chúng ta sẽ join vào nhóm Instagram. Ở đây các bạn nhấn vào theo dõi cho mình. Rồi các bạn quay trở lại bot. Chúng ta sẽ đăng ký kênh YouTube của nhà phân phối kèo Arop. Các bạn nếu như các bạn chưa đăng ký ở đây thì chúng ta sẽ đăng ký, và không thì các bạn làm rồi thì các bạn có thể bỏ qua và các bạn quay trở lại. Rồi tiếp theo các bạn bấm vào đây, đúng chúng ta đăng ký. Các bạn kích vào đây để chúng ta xem cái mã captcha là gì nhé. Book. Book là cái hộp nhé. Có thể các bạn chấm vào cái hộp cho mình. Ở đây thì các bạn điền địa chỉ email của bạn. Rồi. Ở đây thì yêu cầu chúng ta gửi cái địa chỉ ví Polygon Matic. Các bạn có thể đăng ký ở cái link ở đây, hoặc các bạn cũng có thể lấy ở trên cái ví MetaMask hoặc là Chuckernet cũng được. Cứ miễn là sao các bạn lấy cái mạng Polygon ở trên cái ví là được. Trên ví Chuckernet các bạn chọn cho mình cái hai gạch ở trên này, các bạn có chữ Polygon nhé. Đó, Polygon Matic, các bạn click vào đây. Tiếp theo các bạn bấm vào đây nhận. Rồi các bạn sao chép cho mình cái link này. Rồi các bạn quay trở lại bot, các bạn gửi vào cho mình nhé. Rồi. Ở đây thì nó yêu cầu chúng ta gửi cái link trang cá nhân Twitter. Thì để lấy được cái link trang cá nhân Twitter thì các bạn khởi động lại cái app Twitter cho mình. Các bạn bấm vào avatar. Bấm vào hồ sơ. Tiếp theo bấm vào phần 3 chấm. Bấm vào nút chia sẻ nhé. Và các bạn nhấn vào đây để chúng ta copy cái link trang cá nhân Twitter, rồi các bạn quay trở lại, các bạn gửi vào. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái nhiệm vụ ở đây, các bạn click vào đây. Ở đây thì chúng ta sẽ comment và chúng ta tag 3 người bạn. Đó, do là ở đây thì cái nhiệm vụ này nó không vào được, cho nên là các bạn không vào, không làm được cái nhiệm vụ này nhé. Cái link này họ có thể là dự án họ xóa rồi ấy. Thì ở đây thì các bạn có thể kích vào cái link này cho mình. Sau đó các bạn bấm comment. Ở đây thì các bạn tag cho mình 3 người bạn vào. Rồi sau đó các bạn bấm trả lời. Tiếp theo các bạn bấm trả lời tôi đã gửi. Bấm vào nút chia sẻ. Các bạn nhấn vào sao chép liên kết. Rồi các bạn quay trở lại bot, các bạn gửi cái link nhiệm vụ vào đây. Tiếp theo các bạn gửi hỏi cho mình đã join vào nhóm Discord chưa, mình tham gia rồi. Và gửi cái username Discord vào đây. Nếu như các bạn nào mà không biết cách lấy username như thế nào thì các bạn có thể quay trở lại cái app Discord. Các bạn vào trang cá nhân thì các bạn sẽ thấy được cái username Discord của các bạn nhé.
Rồi tiếp theo hỏi mình đã join vào nhóm Instagram chưa? Mình tham gia rồi. Các bạn copy cái link này, các bạn dán vào đây cho mình. Sau đó các bạn xóa cái username của họ đi và các bạn chỉ điền cái username của mình là được. Rồi tiếp theo các bạn bấm vào đây. Các bạn tiếp tục. Rồi các bạn nhấn đô. Và như vậy là cái nhiệm vụ chúng ta đã xong nhé. Thì các bạn copy cái link này, chia sẻ cho bạn bè. Các bạn chia sẻ nhiều thì các bạn sẽ đứng vào cái top mà mỗi một lượt giới thiệu nhé. Cái này không 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 cần phải giới thiệu nhé các bạn. Cái kèo này không cần giới thiệu. Mỗi một lượt giới thiệu thì bạn sẽ nhận được thêm 2.000 cái đồng token GHD, sắp xỉ 4 đô từ cái dự án này thôi. Rồi ok, thì cái video chia sẻ cái kèo iRope đến từ cái dự án Hồi Hút Game đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình.